Hello, chào hết anh em nha. Thì hôm nay mình lên cho anh em một số máy nè. Đó, máy mù nha anh em. Hôm nay mình không lên máy nhỏ nha, mình lên máy đại không nha. Máy dòng máy to máy đại anh em nha. Đây, máy to máy đại hết nè. Đó, máy to máy đại anh em ơi. Nay mình lên máy to máy đại hết nha anh em. Máy máy bào, máy đục, máy cắt xét và máy bấy nhiêu đó anh em ơi. Thì nó nhiều lắm, nó nặng lắm. Nói chung mình lên số máy đó nha. Rồi, mình vào con đầu tiên nha. Con bào cổ lô sĩ luôn nha anh em. Con bào này thuộc về hàng siêu tầm luôn anh em ơi. Dây điện nè, đó. Còn cái này là cái gì không biết nữa. Đó, mình bẻ một chút luôn đi. Đây anh em, con bào này nó có motor đây nè anh em à. Motor đây nha. Rồi nó kéo dây cua roa đây, nó kéo lử ở đây nha. Con bào này cò còn bóp ok nè anh em. Cò còn bóp ok nha. Đó, cái chốt đây là chốt khóa cò này. Đó. Rồi con bào này ok anh em ơi. Đây, lưỡi đây. Cốt nó còn nhúc nhích anh em. Cái này còn nhúc nhích anh em ơi. Đây, còn quay được anh em ơi. Cái này còn quay được luôn anh em ơi. Quay nhẹ nha. Cái này còn quay ngon luôn. Này, cái này lưỡi còn đẹp nha anh em, lưỡi còn đẹp nha, lưỡi bào còn đẹp đấy, lưỡi còn đẹp nha anh em. Cái này không bể vỡ, không nứt gì hết nha anh em. Đấy, con này là không bể vỡ, không nứt gì anh em ơi. Con này đẹp lắm nha. Rồi, cái vít nhỏ hôm qua, cái vít nhỏ gì vậy? Mình lên mã đây là mã 63 nha anh em. 63. Mã đầu tiên luôn anh em ơi. Con này là mã đầu tiên nha. Mình lên mã con này là 63, mình bán mù cho anh em. Có tem đồng đồ còn đầy đủ nè anh em. Đấy, thông số còn đầy đủ. Con này là con cổ mua về siêu tầm nha anh em. Nó nặng lắm. Con này mình để cho anh em 500 nha. 500k nha anh em. Mã 63 500k nha anh em. Quá đẹp luôn anh em ơi. Xong. Con này cũng mù luôn anh em ơi. Đưa anh cái kìm cắt bên kia, anh cắt cái dây điện cho ngắn luôn, bớt đi. Mã này là mã 64. Đó. Đấy. Con này là mã 64 nha anh em. Đó, nút dặn đồ này còn hoạt động này. Đó, cái miếng che chỗ đây không biết nó che tới đâu nha anh em, mình chỉ thấy vậy thôi nha. Mình bán mù nha anh em. Mặt đây còn đẹp luôn anh em ơi. Mặt đây còn đẹp luôn nha. Mặt đẹp luôn, không bị bể vỡ nha. Cốt nó mình đụng đậy nhúc nhích nè anh em. Nói chung là bị xét bi đó anh em à. Về kiểm tra lại cái này giùm mình nha. Đó, dây cua roa còn luôn nè anh em. Đó. Rồi, cho con này. Con này nặng lắm. Con này 400k anh em. Mấy con này là nó ít có mà bị hư cháy hỏng lắm nha anh em. Anh em nó nhiều lúc nó bị kẹt than đồ về đấu dây điện là chạy anh em ơi. Đấy. Mấy anh làm phản bàn chiếu, làm thợ đồ lấy mấy con này về dọn lại. Bào ok nha anh em. Rồi mã 64 400k. Nó nặng lắm anh em, mình bán mình hạ giá thấp nhất có thể cho anh em á.
mình bán mình hạ giá thấp nhất có thể cho anh em luôn nha. Đây, một con đục Makita anh em ơi, một con đục nào có chữ Makita này đó, mù luôn nha anh em. Đầu cổ còn ok này anh em, đó khóa lên khóa xuống này. Ôi dồi, khóa nó cứng rồi anh em, về bỏ dầu nhớt cho nha anh em. Đó, Makita cò bốp, cò bốp ok anh em ơi, à, cò bốp ok anh em. Đó, không có dây, cắt dây rồi nè anh em ơi. Rồi, đâu, cái này mã 65. Con này 460k luôn anh em ơi. Đó, mình bán hạ giá thấp nhất có thể cho anh em dễ mua nha. Đây, đấy, mình quay cho nhanh một tí nha anh em. Máy mù thì nó không có cái gì mà để ấy hết, mình chỉ quay thông số máy này, rồi máy có bể vỡ hay không là mình nói này, chứ mình không có thử được nha anh em. Đây, dây điện đây anh em. Đó, máy thì máy nhôm nha, cán nhựa nha, cò bốp nè, cò bốp là ok nha anh em. Đây, cò bốp này, đó, cò bốp là còn nhảy ok hết nha. Đây, đây đục nha, Makita luôn, như con hồi nãy luôn anh em ơi. Đó, máy còn đẹp hết nha. Đầu khóa thì đây, đó, bi đồ còn hết nè anh em. Đây, nhưng bi còn luôn nè, đầu khóa thì còn được luôn nè anh em. Cái con hồi nãy là nó bị cứng nha, cái con này là còn khóa đầu đồ được nha. Rồi, thông số nó này anh em, đó, đây cho anh em đọc thông số nó này. Rồi, ok, hai con như nhau luôn nha anh em. Mã 47 không? 47. Hả? 67. Hả? 66 hả? Mã 66 nha anh em. 406 luôn anh em. Mã 66 nha anh em, đây là 66 nha anh em. 460k nha anh em. Rồi, ok. Đây là một con máy bu lông anh em. Mình dặn cái này không được anh em à. Cái cốt nó là nó hơi cứng nha. Đưa cái mỏ lết thử ha. Này cốt nó hơi cứng anh em à. Thôi được rồi. Được rồi. Cốt nó hơi cứng anh em ơi. À, mình dặn thử được không anh? À, cốt này lớn đấy anh em, không phải nhỏ đâu. À, hơi cứng anh em ơi. À, nói chung là bị sét ăn đồ anh em ơi. À, cái này về phải tháo ra vệ sinh than đồ hết anh em. Đó. Một con bu lông. Thông số nó đây anh em. Đây. Đây thông số nó đây anh em à. Anh em chụp lại rồi zoom to ra mà coi cái thông số nó giúp mình với nha. Đấy, rồi ok anh em. Con này 67 không? 67. Con này to lắm anh em ơi, nặng lắm. Con này để anh em 300 nha. Rồi 300k anh em ơi. Con bu lông này 300k nha anh em. Mã 67 300k. Mã 67 300k anh em ơi. Rồi, con bu lông này luôn anh em ơi. Con này là của thằng gì mà dán keo tè le hết rồi. Lột ra chứ dán gì đâu, nó có nứt kẻ gì đâu mà dán. Này, bỏ cái này qua kia, dán. Lấy cái gì cắt lột keo đây. Coi thì nó bể bỏ không? Nó bể bỏ đồ, nó bể bỏ thì bỏ bán nhôm nhựa cho rồi chứ.
nó mà bể thì bỏ bán cho ngựa luôn mấy con này. Lên hết một lần luôn. Lấy cái kéo, cái dao cắt cái bàn keo đó lột ra. Rồi. Mình lên cho anh em 4 con bu lông hơi. Một con khoan hơi. Một con đó điện mà, con đó điện mà. Đây ba con bu lông hơi nha anh em. Một con khoan này, đầu khoan hơi nè. Đó, đuôi khoan hơi nè, đuôi hơi nè. Rồi, hai con này là hai con bán bu lông hơi nha. Đấy, tình trạng còn rất đẹp nha anh em. Đây. Cò đồ đây. Đó. Cò nè. Đó, tình trạng còn rất đẹp anh em. Đấy, một con này. Con thứ hai này. Đây. Đó, đảo chiều nè. Rồi. Đây bỏ hơi nè. Đây. Cốt đồ dạng bình thường hết nha anh em. Con này mình dạng thử được không? Con này đây. Đấy, con này đảo chiều bằng cái nút đây anh em. Đó. Đó. Dạng bình thường anh em. Đầy đủ nha. Rồi. Hai con nè. Con này cốt cứng anh em. Con này cốt cứng anh em ơi. Đó, ba con này mình để cho anh em 250 nha. Mã 68 đúng không? Ba con này hả? Nặng như cái cung quá. Đó nên bỏ cái này, lấy con kia xuống đi. Đụng vô thử, đụng. Đếp, đi coi thử. Bỏ nhẹ nhẹ. Rồi, đây. Ba con này là giáp 300 nha anh em. Nó nặng quá anh em ơi. Ba con này giá 300. Anh em về bán nhôm cũng gỡ lại được nha. Ba con này là giá 300k này. Đó. Mã 68 300k nha anh em. Mã 68 300k cho mã hai con bu lông một con khoan. 300k thì chạy ra có 100k một con à. Mà về sửa được một con là ok. Rồi. Đồ, con này là con ok đó anh em ơi. Rồi, cốt quay nè anh em. Đây. Con này cốt quay nè anh em. Đó, quay nè. Còn cái này thì về anh em bỏ dầu mỡ vô nha, cho nó chạy cái đây nha. Còn hiện tại là cốt quay nha. Mà không biết là nó cái này nó côn nó sao mình không biết nha. Mặt bằng đồng. Đấy. Con tách thì bóp ok. Không bị mỡ. Cái này nó đóng cái cây vào nè anh em. Đó. Khang khiết đồ bình thường. Thang thiết đồ bình thường anh em ơi. Đó. Rồi con này mình mã 40 có mấy? 49 đồng. 69 đồng. 69. Ok anh em, con này mình bán mua nha, 470k nha anh em. Mã 69 450k. Lên cho anh em một con mù nữa nha. Con này đầu nó là nhúc nhích nè anh em. Đó. Cò bóp bình thường nha. Rồi, cho con này 120k. Mã bao nhiêu vậy? Mã 70 đúng không? Rồi, 120k cho con mã 70 nha anh em. Đây, tình trạng đây. 120k cho con mã 70. Rồi. Con này anh em ơi. Con này Makita. Bị đứt chỗ này rồi anh em à. Con này bị đứt chỗ này rồi nha.
mình bấm luôn. Cái dây điện nó đứt anh em, nó bị nhâm, nó đứt 2-3 đoạn, mình không dám thử đâu. Đấy, một con Makita nha anh em. Rồi, tình trạng đầy đủ, không bể vỡ gì nha anh em. Cái chân nó là bể cái chân nha anh em, cái chân nó ra là bể này đó. Đây, cái chân nó ra nó chỉ còn một nửa vậy thôi. Đấy, rồi con này Makita thông số nó đây anh em à, anh em dùng thông số nó này, anh em về lấy về chế cháo gì thì lấy về nha. Đó rồi, ok, con này mình để cho anh em 100k luôn nha, 100k con này nha, núm đồ đầy đủ nha, chỉ có thiếu cái chân này thôi nha anh em. Cái chân này về anh em độ được nha, cái bàn chân này anh em độ được nha. Đó, độ bình thường nha anh em. Đó, con này để anh em 120k. Bảy mốt 120. Rồi, 120k cho con này anh em ơi. Dây này nó nát rồi mà, bỏ ra kia để tí nó bấm luôn. Dây nó nát từng đoạn ra làm sao thấy được. Hả? Bỏ ra. Rồi, không, con riêng. Rồi, mình lên cho anh em một con vít nha, một con bán vít bằng điện nha anh em. Đây, một con bán vít bằng điện đảo chiều nha anh em. Đây có nút đảo chiều này, nút đảo chiều này, đó, đảo chiều này, cò bốt này, cái này chạy nha anh em, đầu này chạy nha anh em. Đó, thang trên thang dưới nha anh em, thang trên thang dưới đầy đủ, cò bốt bình thường. Rồi, mã 72 đúng không? Rồi, con này 100k anh em ơi. Con này mã 72 100k nha. Cho con bán vít cho anh em. Cái này là con motor anh em ơi. Cái này mình lên anh em một con motor gì mình không biết nha. Đây, thông số đây. Đây anh em ơi, nó mờ này. Đây mình cho anh em thấy thông số này. Đó, rồi anh em chụp lại zoom ra cho coi cho mình với nha. Đấy, rồi một con motor điện bao nhiêu thì mình không biết luôn. Đấy, cái này hiện tại là nó cứng anh em à. Rồi, mã 73 đúng không? Mã 73, con này 100k luôn. Rồi, mã 73 100k nha anh em. Cho con motor này nha, ai dùng thì chốt nha. Lên một con motor nữa anh em ơi. Con motor này, cái này nó cũng cứng nha anh em, mình không biết nó làm cái gì nha anh em. Đấy, mình nghĩ nó như thế chứ nó không phải là nó cứng trong đây luôn đâu. Cắm điện vô nó hoạt động là sao, điện gì mình không biết luôn nè, nó rắc điện ra nè. Đó, ai gọi không? Nói anh đang ấy, tiếng anh gọi là anh đang quay video. Rồi, một con motor nè anh em, còn dây điện đây nha anh em. Đó, rồi ok nha anh em. Mã 74 hả? Dạ, 74. Con này lớn hơn con kia nha anh em. Con này 170k nha anh em. Rồi, 150k đi. Lỗ là lỗ rồi. 150k anh em ơi. Cho con này nha. Đúng nặng, con này nặng. Rồi, con máy này anh em. Đây. Đó,
anh em nào cần con máy này nha. Con này là Makita. Dây nhựa gì vậy? À, cái dây để nó cột cái này nó khỏi lên xuống ấy. Rồi ok anh em. Đây. Cái này nè anh em, nó cột cho cái này nó khỏi lên xuống á. Cái này nè. Đó. Nó cột cái này khỏi lên xuống anh em. Lử đồ chạy bình thường nha anh em. Cốt đồ chạy bình thường nha. Nhưng mà cái dây điện của nó là nó bị đứt, nó bị nhâm nhâm từng đoạn á. Nó bị không biết bị dao cắt hay thứ gì mà cứ đứt đoạn đoạn á anh em. Rồi mình cắt luôn nha. Mình không thử luôn nha. Đấy. Rồi con này là mình thấy đầy đủ nha. Cái này có nghiêng 45 độ luôn nha. Cái này có nghiêng 45 độ anh em. Đây. Nghiêng này, nghiêng 45 độ này. Đó. Nghiêng này. Đó, nghiêng qua nghiêng lại này. Đó. Nghiêng này. Nghiêng 45 độ nha. Rồi cái này thì tụt lên tụt xuống này. Đó, đầy đủ nha anh em. Đây. Rồi. Con này mình để cho anh em. Hả? 75. Con này mình để cho anh em 200 nha anh em. $200k cho con này cả lưỡi nha anh em. Lưỡi này lưỡi 18 nha anh em. 200k cho mã 75. Bây giờ lên hàng 6. Rồi, hàng mù á mình lên bấy nhiêu anh em ơi. Nên đưa con kia nữa, còn một con nữa. Rồi hàng mù mình lên con này là con cuối cùng anh em. Hôm nay mình lên ít. Do ngày nay đóng hàng cho anh em á. Mệt quá. Đây. Con này là con bu lông anh em ơi. Đó, nó về sau mình để vậy luôn nha. Nó về sau mình để vậy luôn nha. Đó. Đây dây điện nè. Mình cắt ra mình thử mà nó không chạy anh em ơi. Ở đây mình cắt ra mình thử nó không chạy. Đây. Đây. Đó, cò là bóp ok anh em. Đó. Rồi. Ok. Mã mấy? 76. Anh em nào có dòng này thì mua về tháo lấy phụ tùng hay chế cháo gì đó tùy nha. Hoặc là chỉnh sửa đó mình không biết nha. Hồ ruột nó hồ trong đây là còn ok, cốt còn quay được anh em. Cốt nó còn quay được nha. À, cốt nó còn quay được nha. Nhưng mà nó bị lỏng lỏng rơ rơ đây nè. Đó. Chắc bị gì đó anh em. Rồi mã 76. Bao nhiêu? 76 hả? Phải không vậy? Con này 170k luôn. Rồi anh em, con này nặng lắm anh em ơi. 170k cho mã này. Rồi, mình hàng mù là hết rồi nha anh em. Bây giờ mình lên hàng sống nha. Giá nó nhích hơn lên một tí nha anh em. Rồi. Đây. Ui. Nó to lắm anh em ơi. Hàng này nó to lắm. Đây, một con bào này. Đó, tình trạng là đầy đủ nha anh em. Tình trạng là đầy đủ luôn nha. Đây. Đấy. Không bể vỡ gì luôn. Không nứt gì luôn. Mặt đây còn láng tưng anh em à. Đó, mặt là còn láng tưng nha. À, mình vuốt nè. Đó. Còn láng tưng nha. Đây quay là ok nha anh em. Rồi bây giờ mình cắm điện vô nha. Đây. Mình bóp nè. Ok anh em ơi. Đấy, một con máy bào đây anh em. Con này thì khỏi nói luôn anh em ơi. Về bào là y bài luôn á. Con này mã bao nhiêu vậy? Cái này nó còn cái gì đây, cái khóa gì đây nè anh em. Cái khóa chọn gì nè anh em này mình không biết nha. 77 hả? 77. Hàng này hàng sống nha anh em. Mình giá nhích hơn nha anh em. $550k anh em. Con này 550k nha anh em. Cho mã 77 nha anh em. Sống ok nha anh em.
không tẹt lửa luôn anh em ơi. Con này không bị tẹt lửa luôn nha. Đã có gì em về lại sau nha. Đụng vô, đụng nha. Con này cũng giống con kia luôn anh em ơi. Con này cũng y con kia luôn nha. Đó, không bị vỡ. Đấy, cái này là cái gì, cái chốt gì nè anh em này. Đây, cái này cái chốt cái gì nè. Giống như con kia luôn nha. Đó, rồi cái này dặn ra dặn vô bình thường nha anh em. Đây, đó, lưỡi bào nè, mặt phẳng nè, đẹp nè. Đó, đó anh em thấy không? Ok nha. Bây giờ mình thử luôn nha anh em. Đây, mạnh lắm anh em ơi, máy này mạnh lắm. Không bị kẹt lửa gì hết nha anh em. Ok anh em ơi, còn mấy con này là sống là về hàng này là nó đã chạy rồi anh em, mà nó không bị kẹt lửa về là xài Vivu luôn anh em ơi. Nó to nó nặng lắm nha. Mình con này với con nãy dài to bằng nhau nha, mình đo thử nha. Chiều dài của nó là 46 cm nha. Chiều ngang của nó là 22 cm nha anh em. Chiều dài 46, chiều ngang 22 nha. Đó là biết là nó to rộng cỡ nào, nó to bự cỡ nào rồi đấy. Đấy, rồi. Mã 7 mấy? Mã 78 anh em ơi. Hồi nãy con kia là 500 mấy. Rồi con này cũng 550 luôn anh em. 550k. Đấy, bằng nhau luôn anh em. Anh em chọn con nào thì chọn, mà chốt được hai con thì ok nha anh em. Rồi xong. Rồi đây luôn. Hàng đây hàng sống nha anh em. Hàng đây là hàng sống mà mình test là mình coi không có tẹt lửa tẹt than gì anh em ơi. Nó nặng quá mình không dơ lên đưa cho anh em xem tận vào cam được nha. Rồi mã 79. Con này là một con máy phay hay sao? Phay có cử luôn anh em. Đây là cử đó anh em. Máy phay có cán cầm nha. Đây là lỗ thổi ra nha. Đấy. Phải phay không? Đúng rồi ạ. Đây là một con phay nha anh em. Một con lắp lưỡi phay. Nó dày hơn lưỡi cắt gỗ rồi anh em. Đây. Đó. Cử này là đằng sau là nút cử động. Còn đây là hạ lên hạ xuống nha anh em. Đằng trước đây nè. Mình mở con ốc ở đây ra nè. Con ốc ở đây mình mở ra là mình hạ lên hạ xuống nha anh em. Nó có số thước nè. Đấy, là 10 phân nha anh em. Đây, từ 0 đến 10 nè. Từ 0 đến 10 nè. Là mình mở con ốc ra mình rút lên rút xuống nha anh em. Lưỡi phay thì nó nhỏ thôi. Nó hạ lên hạ xuống 10 phân nha anh em. Ốc vừa đây còn đầy đủ nha anh em. Ốc vừa đây là còn ok hết nha. Rồi bây giờ mình đây. Nó rất là nhẹ nha anh em. Mình quay đây là chạy cốt luôn nè. Đó, cái cốt trong cánh quạt nó xoay nè. Rồi ok anh em. Đó, bây giờ mình cho chạy luôn nha. Đây anh em dùng cốt nó nè. Đó, anh em thấy chạy không? Mạnh lắm anh em à. Con này mạnh lắm anh em à. Con này con máy phay này mạnh lắm nè. Dùng không nó chỉ có cốt vậy chứ không có lưỡi nha anh em. Anh em về mua lưỡi bỏ vô nha. Rồi mã số 79. Con này mình để cho anh em 600k luôn anh em. Rồi ok anh em, con này 600k anh em. 600k cho mã, không bể không nứt nha anh em. Nó nặng lắm anh em ơi, mình hạ giá thấp nhất có thể luôn á. Con này cũng con máy phay hay sao anh em à. Đây, cái kiểu dáng nó nè, cũng con máy phay luôn hay sao. Đây, cử của nó đây. Đó, con hồi nãy kia là cử đằng trước, còn con này là cử đằng sau nha anh em. Cử nó cũng 10 phân luôn anh em à. Đây, cử nó này cũng giống như con kia luôn này, cũng 10 phân luôn này. Đó, bằng con kia luôn. Mà con kia là lên xuống đằng trước, còn con này lên xuống đằng sau nha anh em. Đó. Đấy, cái nắp này mình mở cái này ra được nè anh em. Đấy, mình mở cái nắp này ra, mình lấy cái nắp này ra được nha anh em. Rồi mình dặn vào
là nó cứng nha anh em. Đây, hết nha anh em. Đó, đây, chụp nó mình quay nhẹ anh em ơi. Đó, con này con máy phay luôn em. Con máy phay hồi nãy khác, kiểu khác, con này kiểu khác nha anh em. Anh em cần mình quay thông số nó nặng quá mình không có nâng lên gần cam được. Anh em cần thông số thì cứ kết bạn Zalo rồi tin nhắn cho mình yêu cầu mình cho thông số nó thì mình sẽ cho thông số nó anh em xem nha. Rồi. Mã 80 hả? Con này cũng 600k luôn. 600. Con này mã 80 cũng 600k luôn anh em ơi. Đấy. Là hàng đây là hàng sống nha anh em, còn hàng mù nó khác thôi, hàng mù là hồi nãy mình bán hồi nãy nha. Còn đây là hàng sống nha. 600k cho mã 80. 600k mã 80. Rồi. Mã 81 anh em ơi. Con này là con cắt gỗ nha anh em. Dây điện là đầy đủ. Đấy. Thông số mạc tem thì còn đây. Rách rách rồi rồi. Đấy. Đây là nút chọn để mở khóa lưỡi. Đấy. Điện ra đi. Đấy. Không thì để mai cũng được. Đấy. Đây lưỡi nè anh em. Lưỡi mình quay chạy nha. Cái này thì lên xuống bình thường anh em. Đó, mình bỏ ở đây là lên xuống bình thường nha anh em. Đó. Rồi. Cái này cũng vậy nè anh em. Đó. Rồi. Đây là hàng sống nha anh em. Hàng đây hàng mình bán giá nó giúp hơn cái hàng mù nha anh em. Anh em xem kỹ cái video của mình nha. Hồi nãy giờ mình lên là hàng sống, trước đó mình lên hàng mù mình báo là hàng mù hết rồi anh em. Con này là lên cho anh em, con này lưỡi này là lưỡi bỏ được lưỡi 18 anh em. Lưỡi này cái lưỡi hiện tại là lưỡi hơi nhỏ nha anh em. Nó lòi ra đây là lưỡi hơi nhỏ nha. Nó vào một nửa đây mới là đúng lưỡi của nó nha. Cái này bỏ được lưỡi 18 nha anh em, 18 19 nha anh em. Đây là lên cho anh em con này là 350k. Đó, 350k cho một con hàng sống đã có dây điện đầy đủ. Rồi 350k, ok. 350k mã 82. Dây điện cũng đầy đủ luôn anh em. Đó, lưỡi cũng như nãy luôn anh em. Mà con kia chưa test mà, để đưa qua anh test lại cho anh em coi chứ. Rồi, để mình test con này đã anh em. Con này hoạt động cũng bình thường như thế nha anh em. Đây, lên xuống này. Đó. Rồi, cái này. Đó. Ok nha anh em. Cò bốt đồ bình thường. Chốt mở lưỡi con này giống y con hồi nãy luôn anh em ơi. Rồi, mình test con này nha. Mình test con này. Đây, anh em dùng nè. Ok nha anh em. Rồi. Con này lên cho anh em 350k luôn anh em ơi. Rồi mình test lại con hồi nãy anh em, hai con giống nhau nha anh em. Giá tiền bằng nhau luôn anh em. Đây anh em. Con này có tháng 4 nha anh em. Than nó mình khi mình hạ là nó mới chẹt lửa than nha. Đó, con này có tháng 4 anh em. Rồi. Ok. Rồi. Con này là con máy soi anh em à. À con máy cưa lỏng anh em à. Con này có lưỡi luôn nha anh em. Lưỡi của nó hiện đang cong cong một chút ấy, bị đè anh em. Đây, lưỡi của nó đang cong vào miếng sắt nè. Mình cũng thử điện vô tư nha. Đó. Một con này là Hitachi nha anh em.
Hitachi nha, một con cưa lòng Hitachi nha. Nút nó bật đây nha. Rồi mình thử cho anh em xem luôn nha. Đây, mình bật lên nè. Nó chạy nè. Đó. Rồi, ok anh em. Rồi. Con này nó mình bán nó bị bốc khói một chút rồi anh em ơi. Không biết nó kẹt cái gì không. Cái lưỡi nó nghiêng qua đây nè anh em à. Cái lưỡi nó nghiêng qua dính đây nè, mình bán mù luôn anh em à. Nó hơi bốc khói ra một chút nha, mình bán con này bán mù luôn nha. Mã bao nhiêu ha? Mã 83. 83. Con này bán cho anh em 150k nha anh em. Đó, con này mình bán mù luôn anh em. 150k cho con cưa lọng này còn lưỡi luôn anh em. Anh em về nghiên cứu bị than hay bị sao nha, nó kẹt gì mình đang bóp mà mình thấy nó có khói một tí nha. 150k. Mã 83. 153 cho mã 83. Rồi. Một con đục anh em. Hàng sống nha anh em, hàng sống. Đưa cái cục gỗ cái qua đây anh đục thử luôn. Đó, đây anh em. Con này đầy đủ hết nha anh em, không bị sao hết nha. Mình quay nha. Đó, ok anh em. Này, mình bóp này. Đó, lửa than không tẹt nha anh em. Bây giờ mình đục thử cái cây này anh em. Đây, mình đục thử cái cây này. Đấy, anh em thấy không? Thấy mũi đục không? Đó. Mình đục thử nha. Ok anh em à. Nói chung là ok. Rồi. Con này mình để cho anh em nha. 600k nha. Mã 84 600k. Rồi ok, mã 84 600k cho một con đục nha anh em. Đục bê tông nha anh em. Không tẹt lửa nha, con này hoạt động bình thường nha anh em. Có mũi đục luôn. Rồi. Con này hàng sống nha anh em. Con này hoạt động ok đó anh em ơi. Mã 85. Con này thông số mạc nó bằng đồng luôn nè. Bằng đồng nha anh em. Mạc thông số nó bằng đồng. Đầu này là đầu 16 ly nha. Đầu này là đầu 16 ly nha anh em. Đầu này là đầu 16 ly. Đó, đầu 16 ly nha anh em. Đầu 16 ly hoạt động bình thường. Đấy, tua chậm nha anh em. Đây mình lật mặt đây cho anh em xem luôn. Đó. Ok, cán xoay bình thường. Cò bốt bình thường. Đó. Cò bốt nè anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện mình thử cho anh em nha. Quẹo cái chấu này anh em. Mình uống ra. Đó. Rồi. Vào đi. Ok anh em. Con này là một con tua chậm anh em à. Khoan rất là ok nha. Con này anh em nào. Đấy, mình chỉ cần giữ sơ là đầu nó đã chạy ra rồi. Rồi ok anh em. Hàng sống nha anh em, con này anh em. Mã 85. Con này mình để cho anh em 700k nha. Con này hàng sống nha anh em. 700k anh em ơi. Rồi. Con này rất là ngon, chạy rất là ok nha anh em, không nẹt lửa luôn nha. Rồi. Rồi một con bô lông này anh em ơi. Con bô lông đại nha anh em. Con bô lông này anh em cần thông số thì mình sẽ gửi thông số cho anh em sau. Nhưng mà con này đây, đây mình đưa cho anh em thông số luôn anh em xem nè. Đó, anh em chụp lại zoom to ra nha anh em. Đấy. Này anh em thấy rõ không? Đó. Rồi, ok. Đầu búa lông nè anh em. Ok nha anh em, búa đồ ok.
Rồi bây giờ mình thử con này luôn nha. Đâu rồi? Còn cái tách. Đâu có. Đây anh em. Đây có đảo chiều nè, đảo chiều nó nằm ở chỗ đây nha anh em. Mình đảo chiều lại nè anh em. Mình đảo chiều lại nha. Ok nha anh em. Không có tẹt lửa than luôn anh em ơi. Con này ok nha anh em, không tẹt lửa than luôn nha. Rồi. Ok. Anh xách cái cưa cái đục ra cho anh luôn. Cái đục ấy với cái cầm quay màu đỏ đấy với cái mấy bông hơi luôn, lên ba cái luôn. Ừ. Đấy. Con này mình để cho anh em 700k con này nha anh em. 750k nha anh em. 750k. Con này 750k cho mã 68 nha anh em. Hàng đây là hàng sống nha anh em. Hàng sống mình đã cho chạy ổn định rồi anh em à. Tất cả điện bên mình là điện 100V nha anh em. Rồi ok nè. Rồi lên luôn. Đưa đây con kia. Rồi một con cưa nha anh em. Con cưa này hiệu gì đây mình không biết nữa, mình không thấy thông số nó luôn. Đây, nó bị mất miếng nhựa chỗ đây anh em à. Nó mất miếng nhựa chỗ đây nha. Đấy, nhưng mà hoạt động bình thường nha anh em. Cái này là hoạt động bình thường. Đây, bây giờ mình cắm điện thử cho anh em luôn nha. Ok anh em à. Không tẹt lửa than gì nha anh em. Không tẹt lửa than lửa gì hết nha. Nói chung là con này chạy ổn định nha anh em. Nó bị bể một tí bên đó nha anh em. Rồi con này để cho anh em 300. Rồi chạy ổn định nha anh em. 300k cho mã 87. 300k là mã 87. Lên con đó à. Chưa thấy luôn. Cái gì vậy? Đây anh em ơi, mình lên cho anh em một con, mình lên cho anh em một con đục mộng nha anh em. Con này hoạt động bình thường nha anh em. Con này đục mộng nha anh em. Con này đục mộng anh em ơi. Để mình hạ đục mộng xuống cho anh em xem nha. Mình khóa lại nha anh em chứ nó đụng ở dưới nha anh em. Đây mình khóa cái này lại. Đây anh em thấy không? Đó, con đục mộng vậy nha anh em. Mã 88 nha anh em nha. Móc nó đâu ta. Đây anh em à. Nè. Dạ, anh em dùm đấy nè. Ừ, đó. Nói chung là nó lên xuống bình thường anh em. Nhưng mà mình để cho nó có cái cử này anh em. Đây mình có cái cử cho anh em này. Đó nó xuống nè anh em thấy không, nó xuống nè. Đó nói chung là nó xuống nó lên nè anh em. Đó ok nha anh em. Bây giờ mình thử luôn nha, mình khóa cái này lại cho nó an toàn để mình thử cho anh em xem nha. Một con đục mộng.
thấy nó chạy không? Bây giờ mình đục thử luôn anh em nha. Đấy, anh em thấy không? Rồi, chơi vậy là chịu rồi anh em à. Mình chơi hết cỡ luôn, mình khóa lại luôn. Rồi, xong. Đấy, đây anh em. Đó, mình đục một lỗ đó. Nè, rồi. À, để ghi đây mình đục cái lỗ anh em thấy không? Mình đục cái lỗ đó nè. À, 88. Con này à 900k luôn. Rồi, mã 88 nha anh em, con đục mộng 900k mã 88 nha anh em. Đây. Rồi, ok. Đây, mình đục một lỗ nè anh em. Đó, mình đục đục mộng anh em xem nè. Mình đục một lỗ nè. Đó. Rồi, ok. Rồi. Cái con này là cái con bàn bằng từ hay sao anh em? Mình không rõ nữa anh em. Nó nặng lắm anh em à, nặng trên 10 kg á. Đấy. Con này nặng trên 10 kg anh em. Đó. Anh em thấy rõ không ha? Đấy, cần xoay lên xuống nè anh em. Đây. Đó. Lên nha anh em. Lên, xuống. Xuống bình thường nha anh em. Quay lên quay xuống bình thường hết anh em ơi. Quay lên quay xuống là bình thường hết nha anh em. Đó. Rồi xuống nè. Rồi ok nha anh em. Điện á thì mình bật vào đây là có nha. Đưa cho anh một cái máy con có điện á. À mà thôi máy mài bên đây cũng được. Máy mài bên đây cũng được. Đây anh em à, mình cắm điện này. Dây điện nó nè anh em. Dây điện nó nè. Đó. Thôi con nó khỏi. Lên cái con to đó. Con cưa ấy. Như ta chi đó. Đây anh em. Dây điện nó đây anh em. Mình cắm vô đây được rồi nha. Rồi bây giờ mình cắm cái con khoan này vào đây mình chạy thử nha anh em. Đây, mình cắm vào cái lỗ đây mình chạy cho anh em xem nha. Lỗ điện đây nha. Đây anh em. Đấy, mình cắm vào lỗ điện. Đó anh em thấy không? Đó. Nói chung là con này là đang có điện ở trong con này luôn. Là cái chỗ này người ta dùng để kẹp cái khoan để nâng lên nâng xuống thay cho cái khoan bàn đấy anh em. Rồi. Mình lên mã đây cho anh em nha. Đây, dây điện đồ đầy đủ đây. Đấy, đây nó có cái móc nữa này. Cái móc đây làm gì mình không biết này. Đó. Mã này là mã 89 nha. 89. Con này mình để anh em 900k luôn nha. Rồi, 900k cho con này luôn nha anh em. 900k cho con này luôn. Rồi. Xong. Rồi. Con này là cuối cùng nha anh em. Anh em ơi, con này là cuối cùng nha anh em. Nó to lắm anh em à. Con này nó to lắm. Đó. Bàn của nó đây. Nó có cái cự để mình vuốt cái cự nó xuống nha anh em. Đây, cái cự nó đây nè anh em. À. Đó. Đó, cái cự nó anh em thấy không? À, cái cự nó lên xuống này. Nó to lắm anh em. Nó to mà nó nặng nữa. Rồi, ok. Đấy. Cái cự nó đó. Anh em thấy cái con to. Đấy. Anh em nào chốt con này nha. Hitachi nha anh em. Đường kính lưỡi của con này là nó nằm khoảng mình đo luôn. Con này là nằm lưỡi nó được 32 nha anh em. Lưỡi nó là 32 nha anh em. Con này là lưỡi nó là rộng 32 nha anh em. Đó. Lưỡi nó là rộng được 32 nha anh em. Đây, bỏ bàn ra là nó như vậy nè anh em này. Đó. Còn mình coi thử cái cuốn của nó cuốn lên sao. Đây. Đó, nó vẫn cuốn được anh em à.
biết nó có chốt chỗ nào, nó hơi rít tí anh em. Này cái này à, nó có cái chốt nào không biết, mình không rành cái này luôn anh em ơi. Rồi ok, con này anh em nó hơi bị nước đứt chút xíu cho đây nha anh em, nhưng mà không sao nha. Rồi mã 90 con này lên cho em anh em là nó nặng lắm, con này lên cho anh em 500k nha, mã 90 500k. Rồi ok anh em, đây này, mã 90 500k. Rồi, rồi hết anh em ơi, mình tạm dừng video tại đây anh em ơi, anh em cho mình dừng video tại đây nha. Thì hôm nay mình lên toàn là hàng to, hàng khủng không à. Đấy, nhưng mà mấy con cát sắt này mình chưa lên được. Thì anh em xem video chốt được mã nào thì chốt báo qua Zalo cho mình về nha. Đấy, tất tần tật được thì ngày mai mình cho hàng đi luôn nha. Này còn vài con cát sắt đây anh em nào, này mấy con cát sắt này nó bị gãy cán cầm nhưng mà nó vẫn hoạt động bình thường, nó vẫn chạy nha. Anh em nào mà có cái máy mà bị cháy á, rồi về tháo cán cầm bỏ qua đây, hoặc là anh em độ được cái cán cầm nó, thì anh em gửi Zalo cho mình rồi mình chốt mấy con này rẻ cho anh em nha. Con này cũng hoạt động bình thường, con kia cũng hoạt động bình thường, con này cũng hoạt động bình thường, nhưng mà nó bị gãy cán cầm anh em, do bỏ đồ nhiều á. Mình đã test cho nó chạy rồi nhưng mà không có cán cầm anh em. Anh em nào lấy về mình bỏ rẻ cho ba con này nha. Rồi để mình lên video sau. Mình có một con máy cưa kia nữa, con máy cưa kia. Đấy, mình bán sát luôn anh em. Con đó mình bán sát luôn nha. Con đó mình bán cho anh em 500.000. Con máy cưa đó nha. Máy cưa đổ xăng nha anh em. Về anh em chế cháo gì anh em chế cháo nha. Thôi anh em cho mình dừng video tại đây nha. Chào hết tất cả nha anh em nha.